Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày Memory Day, trời rất là mát. Memory Day là cái ngày dịch sang tiếng Việt là chiến sĩ liệt vong, là ngày tưởng niệm các thương binh liệt sĩ của nước Mỹ nha các bạn. Ngày hôm nay thì tất cả hãng xưởng đều đóng cửa hết. Hôm nay là một trong 11 ngày holiday lớn của nước Mỹ. Thì bạn thấy khung cảnh ở nước Mỹ này, chỗ mình ở nó rất là yên bình nha. Ở ngoài đường không nhìn thấy một bóng người nào hết, rất yên bình. Và hôm nay chị hai mình muốn đi chơi playground, thì mình dắt chị hai mình đi chơi playground nha các bạn. Ở gần đây là cái trường học, gần nhà mình. Cái trường học này nó mới đập đi xây lại, mọi thứ nó đều rất là mới ha. Nó có làm luôn một cái playground cho mấy người, mấy đứa nhỏ chung chung xóm này để sinh hoạt này. Đó, chị hai mình rất thích cái chỗ playground này các bạn. Ok, nắm tay ba nè. Cái trường này ngày xưa nó nhỏ các bạn, mà sau khi nó đập xây lại thì bây giờ rất là lớn, rất là hiện đại. Trường này là trường tiểu học nha các bạn, trường cấp 1. Đó, cái playground của cái trường tiểu học này thì bao gồm có gì đây? Có một cái chỗ chơi bóng rổ và một cái sân banh để đá banh mini ha, và một cái khu vực trò chơi dành cho trẻ em. Tất cả đều có cái hàng rào bao bọc lại các bạn, tránh trường hợp những con này con kia nó chạy vô đây. Đây là không gian trường học ha. Wrong one con, wrong one. Over here. Chỗ này nè, dưới đây nè. Đó, con sân bóng rổ mini đây nè. I love mini. I love mini. Đây là cái playground mà chị hai mình rất thích đây. Ngày nào cũng phải đòi đi xuống đây chơi. Chị hai mình thì chưa đủ tuổi để đi học trong đây các bạn. Chắc 2 năm nữa mới đi học được. Hôm nay thời tiết mát mẻ, có nhiều mây nè. Đó thì cái floor, cái sàn này á, được làm bằng cái này là nó giống như nó có chất cao su trong đây các bạn, nó rất là mềm để tránh trường hợp cho mấy bé khi mà té xuống không có bị chấn thương. Thì ở đây có một cái cầu tuột đôi, một cái cầu tuột đơn. Đó, đây các bạn thấy không? Ok. Đó, đây là cái trường học mới xây nè. Đây là cái playground. Be careful nha con. Cái đó dơ hay sạch đó? Cái đó dơ hay sạch? Bỏ đi, bỏ đi. Đó, cái đây cũng có nhiều cái thứ để mình chơi ha các bạn ha. Chẳng hạn như cái này là đi qua bên kia. Đây là cầu tủ. Ở đây mặc dù đồ làm cho trẻ em chơi nhưng mà rất là chắc chắn các bạn, đồ rất là cứng. Những cái vật liệu ở đây đều rất là tốt nha, không phải là y vịt cái mũ này nè, nó cũng rất là cứng. Tại vì nó để ngoài trời nắng mưa lạnh, đặc biệt là tiết ở Mỹ thì khi mà nắng nó nắng dữ lắm, mà khi mà lạnh nó cũng lạnh nữa.
bởi vì những cái vật liệu làm là phải đạt tiêu chuẩn. Biết đi không? Mới đi hả? Ba dắt đi nè. Rồi đi lên. Đúng rồi, careful. Đúng rồi. Đúng rồi. Pay attention, ok? Don't dance. Don't nhảy. Don't jump. Don't jump, yeah, slow, walk slowly. Rồi, qua đây. Đúng rồi, con làm đi. Có con show cho mấy bạn coi đi. Không được. Không được hả? Ok. Giới thiệu cái chỗ này cho ba đi. Ok. Cái này chơi vậy hả? Ok, cái nào nữa? Rồi cái nào nữa, đi chơi khác đi. Ok. Còn cái gì nữa? Còn gì nữa? One more time. One more time hả? Ok, cái này là gì? Baby, cái này là gì? Đó, ok. Ok. What else? Here. Cái này là gì? Cái chừng đau tay này, cái chừng đau tay. Đó, look at this. Yes. Heavy quá hả? Hè, cái này là gì? Ồ, đây có một cái bảng để dạy cho các bé nè các bạn. Talking with friends is so much fun. Picture help us talk with everyone. Đó, con học cái này đi. Baby, cái đó là gì? Cái đó là ride. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Ride. Wow. Happy. Yes. My. Yes. Six. Yes. Nurse, yes. Baby, be careful. Over here.
cái hồ để chứa nước mưa các bạn. Khi mà mưa nhiều quá thì nó sẽ xuống đây ha, để tránh trường hợp bị ngập ở đây. Rồi băng qua đây. Square. Đúng rồi, square. Và cái trường học này làm đẹp quá. Cái fire hydrant đó con, để mình cho mấy cái người chữa cháy, lính cứu hỏa. Oh, fire. Fire truck man. Yes. Fire. Fire truck. Yes. Oh yeah. Đó, đây là phía trước cái trường học cấp 1 gần nhà mình đây các bạn. Bên trong làm rất là đẹp nha. Khi nào mà có gì thì mình sẽ vào bên trong quay cho các bạn, review cho các bạn coi cái trường học của Mỹ nó như thế nào. Và trường này là trường public. Người ta trồng rất là nhiều cây xanh ở đây các bạn thấy không? Xung quanh được bao phủ bởi một rừng cây xanh, cho nên cái không khí ở đây rất là tốt. Called Field Elementary School. Hey, you can move back.